Vâng, xin chào các bạn, mình là Cương Gỗ Hà Lam. Hôm nay Cương muốn chia sẻ đến anh chị em và bà con nghe một câu chuyện tại sao có nên dùng gỗ vụ Nam Phi để dùng làm những sản phẩm đồ nội thất trong gia đình không. Thì như kinh nghiệm của mình làm gỗ về 25 mảnh gỗ, các loại gỗ tự nhiên, thì mình muốn chia sẻ các bạn một câu là không nên dùng gỗ vụ Nam Phi làm những đồ nội thất trong nhà. Vì sao? Vì tính chất của gỗ vụ Nam Phi, thứ nhất về vân, về hình thức vân đó, thì nó cũng không có vân, nó cứ nhợt nhạt như là gỗ dâu ấy. Lúc nào mình sẽ nói về là cái gỗ dâu Nam Phi để cho anh em xem, mà nó rất giống gỗ vụ nên là anh em hay bị nhầm. Nếu mai không hiểu về gỗ thì rất dễ bị nhầm. Còn hôm nay mình muốn chia sẻ một câu, đó là tại sao không nên mua gỗ vụ Nam Phi làm sập gỗ hoặc làm đồ nội thất trong nhà. Đó là vì những cái tính chất sau đây là: thứ nhất là chất gỗ yếu, thứ hai là vân gỗ không đẹp, thứ ba là toang gỗ to, và thứ tư là dễ bị cong vênh. Kể cả những đồ to, kể cả những làm tấm sập to cũng rất hay bị là cong vênh. Nên là vì thế mình có mua những cái đồ về làm sập hay những cái đồ giá trị thì mình nên cân nhắc một chút để mình mua những cái sản phẩm nó có giá trị mà tốt cho sau này, có thể được lưu truyền cho đời sau chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn mà chưa có điều kiện để mua được những cái bộ sập mà gỗ vụ Lào thì các bạn hãy cố lên mua lấy một tấm thôi cũng được, đi kiếm đâu một tấm mua cũng được để dành. Đó là cái sự chơi của mình. Mới đầu thì mình chẳng hạn mình mua về mình làm cái xếp vào một cái chỗ nào đó, mình làm một cái ghế băng rộng để làm sập thì mình làm tầm 90 phân thôi, để mình làm cái ghế băng mình ngồi chơi tiếp khách, để những đồ phong thủy lên chẳng hạn. Trong khi nào mình có đủ điều kiện nữa thì mình tìm mình mua thêm một tấm nữa, chẳng có cái vấn đề gì. Gỗ xịn thì để lúc nào nó cũng có giá trị. Nhưng mà các bạn bây giờ đi mà mình muốn chơi, mình mua những cái đồ rẻ tiền đấy về mình chơi một dạo là nó cong vênh lên chẳng hạn, là các bạn đã thấy chán lắm rồi, hay là một dạo là nó lứt lẻ ra, mình chỉ được chơi được khoảng tầm vài ba năm mà nó đã cong vênh như thế thì rất là khó chịu. Nhưng mà mình mua một cái bộ gỗ vụ Lào xịn, hay là gỗ Việt Nam, hay gỗ Tuy Hòa Phú Yên, hay gỗ Gia Lai, là những cái loại gỗ đấy rất là tốt, mình có để được đến hàng trăm năm cũng chẳng hỏng, càng để lâu càng có giá trị. Còn về cái đầu gỗ vụ Nam Phi thì thực sự là như mình được biết là như cái dòng gỗ vụ Nam Phi này, gỗ lát Nam Phi này, và gỗ cẩm hồng này, những cái loại gỗ thực sự là không có thương hiệu, hay là gỗ đỏ Laga này. Gỗ đỏ Laga mình còn gọi là gỗ hương Ecop Laga đấy ạ. Thì những cái loại đấy thì bây giờ thì ở trên thị trường họ cũng chỉ là cái rất là rẻ, giá rất là rẻ, nó chỉ tầm 14 đến 16 triệu một khối, là cái cây to lắm đấy. Để mình về mình làm đồ thôi, làm đồ những cái loại đấy thì rất là liền lạc rồi. Mà mua giá rẻ thì chắc chắn là những đồ nội thất đóng ra nó rất là rẻ. Nên là được ở những cái vùng như họ sản xuất những đồ công nghiệp ấy ạ, thì họ hay dùng những cái loại đấy vào làm đồ công nghiệp, nên cho cái giá thành nó hạ. Thực ra cũng chẳng hạ một chút nào, khi xẻ ra làm đồ công nghiệp thì họ phải mất tiền vào quy trình sấy này, sấy tẩm các thứ rất là nhiều. Nên là mình mua một cái đồ công nghiệp mà họ làm tinh vi ấy, còn đắt hơn cả một đồ gỗ thịt. Nhưng mà cái chất lượng gỗ của nó thì không thể bằng mà cái gỗ thịt của mình đấy được. Đấy, hôm nay mình muốn chia sẻ đến mọi người một cách gọi là để mua được những cái tấm sập gỗ các thứ, thì nếu mà mình chưa đủ điều kiện hay như nào thì mình hãy, tuy rằng mình mua một bộ thì mình mua thành một tấm thôi, chơi một tấm đó. Còn lúc nào dành đủ tiền thì mình mua thêm tấm thứ hai để mình chơi vẫn ok. Tại vì một tấm mình mua mà nó chất lượng thì nó sẽ bền sau này. Còn kia mình mua hai tấm mà để chơi thì đến lúc cái giá trị của nó cũng không thể bằng cái một tấm mình mua kia được. Các bạn cứ nghĩ mà xem, mua vàng cũng vậy thôi. Trước kia ai mà mua vàng thì cứ để dần dần nó tự lên tự lãi. Gỗ cũng vậy, mình mua gỗ chuẩn cũng là một cái hình thức gọi là tích của trong nhà. Nếu mà các bạn thấy video của Cương hôm nay chia sẻ mà thấy hay, mà có ý nghĩa thì hãy đăng ký vào kênh của Cương để Cương gần làm những video tiếp theo hay hơn. Mà các bạn có những cái câu hỏi hay là những comment nào thì cũng comment ở dưới để Cương biết, để Cương làm những video trả lời cho các bạn được thấu hiểu hơn. Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.